Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin giới thiệu đô mang trang phục màu đỏ là đô Công Dũng của Hạ Bằng đã nhất thắng. Đô mang trang phục màu vàng Cấn Tất Bảo của Phùng Xá. Hai đô ngồi xuống, nghe lệnh trọng tài chống xe này. Hai đô đã kết thúc phần xe đạp của mình. Các trọng tài chuẩn bị trận thi đấu bắt đầu. Hôm nay là ngày chủ nhật, năm học sinh đã được nghỉ. Học sinh đã đến là rất đông. Chúng tôi xin mời tất cả các đô của Phùng Xá, Bình Phú, Lại Thượng, Canh Nậu và Đồng Trúc, Hà Bằng và chưa có nèo vào đăng ký với ban tổ chức để thi đấu các giải nèo của thiếu nhi và thiếu niên. Chúng tôi xin nhắc lại là tất cả các đô của Phùng Xá, Bình Phú, Canh Nậu, Hà Bằng, Đồng Trúc và Lại Thượng, xin mời các đô vào đăng ký với ban tổ chức để tham gia thi đấu các giải nèo. Đô bao đổi cố lên nào, thân hình rất nhỏ bé nhưng em rất nhanh. Một tràng pháo tay cho đô bao đỏ để đánh bại đô ba ba đi quý vị ơi. Rất cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ban tổ chức cũng nhắc quý vị khán giả treo ở trên bờ tường công của làng khu ba chúng tôi, quý vị khán giả hãy di chuyển xuống bên dưới. Chi đoàn thanh niên làng khu 3 có chuẩn bị ghế cho quý vị. Cố lên nào, một tràng pháo tay đi quý vị ơi, cố lên nào. Rất tuyệt vời. Nhưng mà nặng quá, nặng quá. Xin mời tổ an ninh bên ngoài giới vật. Quý vị hãy làm cho không ban tổ chức cái công tác di chuyển khán giả ở trên bờ tường xuống bên dưới. Xin mời ban an ninh hãy hộ ban tổ chức. Ra ngoài rồi. Hai đô vào giữa thảo. Trận thi đấu tiếp tục. Alo. Ban tổ chức tiếp tục nhận được tấm lòng hào tâm của quán phở Thìn Gió Đầm Vực Giang ủng hộ hội vật 500.000 đồng. Một lần nữa xin thay mặt ban tổ chức cảm ơn các gia đình, các cá nhân đã ủng hộ cho Hội Vật Xuân làng khu 3. Xin chúc các quý vị cùng gia đình năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Hết thời gian thi đấu của hiệp thứ nhất, hai đô vào trong ghế tạm nghỉ. Thank you.
À, dạ vâng, xin mời Tổ Hoàn Ninh ở bên ngoài hộ ban tổ chức những khán giả quá khích trèo ở trên hết giờ nghỉ. Trèo trên bờ tường và giàn giáo không có sập bất khán đài. Hiệp thứ hai bắt đầu. Sau trận thi đấu này là trận thi đấu tiếp tục của thiếu niên Đỗ Văn Kiên của Bắc Giang đã nhất thắng hiện nay Nguyễn Đức Trọng của Hạ Bằng. Vậy xin mời Trọng và Kiên thay trang phục. Nào hai đội cố lên. Làm gì được không? Tôi trước khi thi đấu các giải của thiếu niên thì tôi nhắc như thế này để cho trọng tài và các em biết nè. Nếu bê lên, bốc lồi lên, đập ngay xuống thì được. Nếu mà dừng mặc chưa đập ấy thì trọng tài phải cho dừng ngay. Vì rất dễ xảy ra chấn thương. Nha. Nếu là bê lên, đập ngay xuống thì được. Trận thi đấu tiếp tục. Dừng, 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 tay, tay, tay. Hai đội đứng lên, trận thi đấu tiếp tục. Trận thi đấu tiếp tục. Hết thời gian thi đấu của hiệp thứ hai. Trước khi vào hiệp thứ ba thì tôi sẽ thông báo như thế này cho hai đô được biết này. Nếu hai đô mà thi đấu trong ba hiệp không phân thắng bại, chúng tôi sẽ cho thi đấu một hiệp phụ nữa. Nếu hiệp phụ mà vẫn không phân thắng bại ấy, thì ban tổ chức sẽ cân vận động viên. Những đô nào mà có trọng lượng nhỏ hơn thì đô đó thắng cuộc.
hết thời gian nghỉ. Hiệp thứ 3 bắt đầu. Alo. Đề nghị các khán giả mà đang trèo ở trên nhà vệ sinh của nhà văn hóa Tam Cảnh xuống ngay. Và quý vị đang đứng ở trên tường bao lưới phía sau nhà hơi cũng xuống ngay. Ở đấy là có dây cáp mạng của ban tổ chức đang truyền phát trực tiếp. Nếu mà dây cáp mà hỏng là khán giả ở khắp nơi cũng sẽ không theo dõi được hội vật của Lagoa. Đây là dây cáp mạng của ban tổ chức. Quý vị không leo trèo ở khu vực đấy. Đề nghị khán giả xuống ngay. Đề nghị khán giả đang trèo tường bao, đang đu lưới ở phía bên sau sau nhà hơi kìa. Vừa ảnh hưởng đến lưới của sân bóng, vừa ảnh hưởng đến dây cáp mạng. Đề nghị các đồng chí an ninh hỗ trợ ban tổ chức nhắc nhở khán giả không leo trèo ở khu vực ra ngoài rồi tường bao nhà văn hóa. Trận thi đấu tiếp tục. Sau trận thi đấu này là trận thi đấu của Đỗ Văn Kiên, Nguyễn Đức Trọng. Các vận động viên đã được ban tổ chức nhắc tên về làm thủ tục thi đấu, thay trước trang phục vào trong hàng ghế ban tổ chức đã chuẩn bị để khi được gọi tên thì lên làm thi để thi đấu luôn, đảm bảo thời gian. Không có kỹ thuật, không có kỹ thuật đánh tiếp theo. Trọng tài cho hai đô đánh ở. Xin quý vị tạm ứng cho đô Dũng một tràng pháo tay đi ạ. Đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng dậy. Đứng dậy, chưa hết giờ. 30 giây nữa. Tiếp tục. Hết giờ của hiệp thứ 3. Hai đô vào ghế. Hai đô vào ghế nghỉ. Nghỉ 30 giây. Sau đó sẽ thi đấu hiệp phụ. Chúng tôi xin thông báo một tin vui như thế này. Ban tổ chức chúng tôi vừa hội ý nhanh vì hiện nay là từ hôm qua chúng ta đã chứng kiến là hội vật của Cuba năm nay có nhiều ông đô to quá.
cỡ 100kg trở lên, hiện nay là có khoảng độ 20 ông đô đã về. Thì để nếu mà để cho thi đấu nó cái trọng lượng nó không chênh lệch quá nhiều ấy, ban tổ chức tôi quyết định cho tổ chức cho một giải nữa, treo thêm một giải nữa cho những ông đô trên 100kg thi đấu với vào vòng giải. Khán giả có ủng hộ không? Rồi. Các ông đô từ 100kg trở lên thi đấu ở một giải. Giải này thì khởi điểm đầu tiên thì ban tổ chức chúng tôi treo là 10 triệu khởi điểm. Rồi sau này nếu có nhà hảo tâm nào mà mạnh thường quân nào mà có hảo tâm sẽ vào hỗ trợ cho cái giải trên. Hết giờ nghỉ. Hiệp phụ bắt đầu. Sau 3 phút mà không có đô nào mà thắng thua thì ban tổ chức sẽ quyết định cân. Tiếp tục. Trọng tài nhắc hai đô thi đấu tích cực cho. Trọng tài cân, trọng tài ban tổ chức chuẩn bị cân cho chúng tôi. Rồi, ra ngoài rồi. Khẩn trương đến. Có 3 phút thôi. Ban an ninh bên trong giới vật có yêu cầu khán giả trên bờ tường quý vị di chuyển xuống bên dưới. Ghế còn rất nhiều, lúc nào hết ghế chúng tôi lại lấy thêm. Tường đấy bây giờ cũng đã vài năm rồi, mưa là nó đổ. Xin mời tổ an ninh ở bên ngoài khuôn viên hãy hộ ban tổ chức chúng tôi cái vấn đề này. Và như vậy là ngoài giải nhất nhì ba ra thì một giải năm nay hội vật làng khu 3 chúng tôi đã quyết định thêm một giải nữa, đó là giải của các đô trên 100kg. Giải này hay là gọi là giải đấu tài đấy ạ. Tiếp tục. 2 phút rồi, 1 phút nữa. Cố lên, 1 phút nữa. Tiếp tục. 30 giây cuối cùng. Tiếp tục. Khẩn trương lên. Cho nó dùng một tràng pháo tay quý vị ơi, rất tuyệt vời. Đây là hàng đô ở độ tuổi thiếu niên. 20 giây cuối cùng. Mười giây. Ra ngoài rồi. Như vậy là anh Đốp đã quyết định là giá thưởng. Khẩn trương. 100.000. 5 giây đó. Tiếp tục. 2 đô vào. Hai đô vào. Cân. Đỏ cân trước. Vàng vào cân.
Alo, ban tổ chức tiếp tục nhận được tấm lòng hảo tâm của anh Dưỡng Đồng Táng 200.000 đồng. Ông Xuyên, phó giám đốc công ty bảo vệ Thạch Hòa ủng hộ 500.000 đồng. Thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn các ông bà. Chúc ông bà năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Hai đô vào giữa thảm, vào giữa thảm. Vào giữa thảm. Sau 4 hiệp thi đấu không phân thắng bại, ban tổ chức chúng tôi tiến hành cho cân vận động viên mang trang phục màu đỏ 52kg, vận động viên mang trang phục màu vàng 99kg. Như vậy vận động viên mang trang phục màu đỏ thắng cuộc. Công Dũng Hạ Bằng đã toàn thắng đầu lèo. Xin mời ban tổ chức lên trao đầu lèo. Xin mời cả hai đô đứng lại ở ban trên sân khấu để ban tổ chức trao phần thưởng đầu lèo và mừng tuổi cho đô vật, mặc dù là đã bị thua cuộc ở trong phần đấu cân nặng. Xin mời anh Đặng Văn Mạnh, thành viên ban tổ chức lên trao lèo và trao thưởng mừng tuổi của ban tổ chức. Anh Nguyễn Đức Anh cũng thưởng nóng cho Đỗ Dũng 300.000 đồng. Vâng, xin mời Đỗ Dũng lên ban tổ chức để nhận phần thưởng nóng của anh Đức Anh khu 3. Và anh Đốp thưởng nóng 100.000 đồng. Xin quý vị cho một tràng vào tay cổ vũ cho Đỗ Dũng.